Hello, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip mới nhận của mình ha. Thì hiện tại mình mua được một chiếc quen pha ha các bạn. Chiếc này mình mua với giá là 10 triệu các bạn, chưa bao gồm rút biển sang tên ha. Thì mình rút biển sang tên với làm hợp đồng mua bán này kia khoảng chừng 500 ngàn nữa các bạn. Mình rút biển số thì không có tốn tiền nha các bạn ha, rút, rút rút biển là không có tốn tiền ha. Còn mà mình về mình đóng thuế thì mình ghi chỉ có 3 triệu rồi các bạn. Mình mua mình ghi 3 triệu là mình đóng 450 ngàn gì đó, mình cũng không nhớ rõ nữa. Rồi mình đóng thuế các bạn, thuế 450 ngàn các bạn. Bạn coi nè, cái chân phụt này là có dặm tuốt lại nha các bạn. Còn phần đầu nòng các bạn coi nè đó. Nói chung là mình khá là ưng ý ha, nó còn rất là ok ha. Đó, bạn nhìn thấy không ạ? Nước sơn thì tróc theo năm tháng ha. Đây, bạn coi mấy cái ron, mấy cái đồ này còn rất là rõ ha. Dàn chân thì nói chung là còn khá là ok. Quay này quay A216 các bạn. Đời cuối của quay 100 á các bạn, đời sau thì nó 110, là cái chân trống này nó bắt lên cái sườn trên này ha. Nói chung là mình rất là ok. Mình rút rút biển ra các bạn. Nè. Chín nút ha. Lấy biển thì 100 ngàn nữa các bạn. Hợp đồng thì 200, ủy quyền rút ủy quyền thu hồi biển thì 50 nữa các bạn. Bạn thấy rõ không ạ? Chung là mình khá là ưng, chạy còn rất là bốc nữa các bạn. Đó, ròn các bạn nhìn thấy không ạ? Đây, bình xăng. Đầu. Anh em thấy thế nào? Giá này ok không? Thấy bình luận bên dưới cho mình ha.